Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của bác sĩ Nguyễn Như Quân. Hôm nay là ngày thứ 6 rồi các bạn ơi. Ngày mai là ngày thứ 7 rồi. Ngày thứ 7 máu lại chảy về tim. Ngày hôm nay tôi sẽ trả lời một số câu hỏi mà các bạn đã đặt ra trong kênh YouTube của tôi vừa rồi. Và rất là hy vọng các bạn có tối nay có một buổi tối thật tuyệt vời bên gia đình, với người thân, với bạn bè của mình. Và như thường lệ, chúng ta sẽ có 5 giây quảng cáo. Tôi bắt đầu với câu hỏi thứ nhất. Xin lỗi bác sĩ, tôi đã đặt kính đa tiêu rồi khoảng 6 năm rồi, nhưng bây giờ mờ, đã đi bắn đục bao sau rồi mà vẫn thấy mờ và rùi bay. Bác sĩ giải đáp dùm, cảm ơn. Thưa bạn, theo ý của bạn hỏi thì có lẽ bạn sẽ muốn hỏi là sau 6 năm vừa rồi mình sử dụng đó, có khi nào cái kính đa tiêu nó có vấn đề gì không, khiến cho mình nhìn kém đi hay không, cho dù mình đã xử lý bằng cách mình bắn laser bao sau rồi, đúng không ạ? Thực ra thì mình sẽ cần phải thêm một số thông tin nữa. Ví dụ như là cái thời điểm mà mình mổ cường khô hay là phẫu thuật đục thủy tinh thể 6 năm trước ấy, thì sau khi đặt cái kính đa tiêu vào thì thị lực của mình đạt được bao nhiêu, đúng không nào? Như tôi trao đổi trong video về cái chọn lựa kính đơn tiêu hay đa tiêu đó, thì là tầm khoảng 6 tháng sau khi mà mình đặt kính đa tiêu xong thì cái thị lực của mình sẽ đạt gần như là tối đa mà mình có thể đạt được. Như vậy là tôi muốn tìm hiểu xem là ở cái thời điểm 6 tháng, cách đây 6 năm thì thị lực của anh có đạt 10 phần 10 hay không? Bây giờ mình nói trường hợp mà đạt thị lực 10 phần 10 có nghĩa là kính đặt vào ok, tốt, và cái sức khỏe chung của con mắt anh nó tốt, mọi thứ khác ổn, anh đạt được 10 phần 10. Thế trong trường hợp anh không đạt được 10 phần 10 có nghĩa là sao? Thì mình phải xem là cái độ kính nó có phù hợp với anh hay chưa. Và nếu mà cái độ kính chưa phù hợp thì mình có thể điều chỉnh bằng cách là mình đeo thêm kính ở ngoài vào, đúng không nào? Hoặc là anh có một cái bệnh lý gì đấy khiến cho mình không đạt được thị lực 10 phần 10, đúng không nào? Thế thì trong trường hợp của anh, tại vì mình không có thông tin, thì bây giờ mình sẽ phải đi tiếp một bước nữa. Tức là như này, mình phải giải thích lại trong trường hợp này tại sao anh phải làm cái laser bao sau. Cái này có lẽ là nhiều người cũng rất là thắc mắc. Lý do là bởi vì khi mình đặt cái kính mà cho dù nó là đơn tiêu hay là đa tiêu vào trong lòng của cái bao thủy tinh thể, thì theo một thời gian là có thể là ngắn vài ba tháng, có thể là dài hơn 2 năm, có nhiều người lâu hơn 5-10 năm, thì cái bao của thủy tinh thể mà mình còn giữ lại đó, nó từ từ nó đục, và người ta sử dụng laser để người ta xử lý cái chỗ đục đó, thì khiến cho cái chỗ đó nó đúng ra người ta dùng laser người ta cắt cái chỗ đục đó đi, để khiến cho cái trục quang học đó nó trong trở lại. Như vậy là về mặt lý thuyết là cái thị lực của anh sau khi mổ cách đây 6 tháng, sau khi mổ hồi cách đây 6 năm á, so với thời điểm khi mà anh cắt cái laser đục bao sau này, nó phải như nhau. Bởi vì về mặt quang học nó như nhau, đúng không nào? Nếu như mà thời điểm này anh thấy nó kém hơn thời điểm 6 năm trước, khi mà thị lực ổn định lúc 6 năm trước á, thì mình mới đặt cái vấn đề ra là có thể không phải do cái kính, đúng không nào? Tại vì cùng một cái kính đặt vào mắt mình thì cái độ của cái kính đấy không bao giờ nó thay đổi. Cái vấn đề chỉ là cái kính đấy nó có bị bám mờ đục do cái bao sau hay không. Mà nếu bây giờ mình đã dùng laser mình quét sạch cái bao sau đó rồi, thì về lý thuyết là cách đây 6 năm và bây giờ cái độ kính và cái độ trong của cái kính đó nó không có gì thay đổi. Cái thay đổi có lẽ là mắt anh có vấn đề thay đổi. Như vậy để mình muốn xem là cái vấn đề thay đổi đó là cái gì, thì việc đầu tiên anh phải làm là phải đi đo cái độ kính ngoài. Anh phải đi kiểm tra cái độ kính ngoài để mình đo xem là cái khi mình thay mình đeo một cái kính ngoài vào như thế này, xem nó có tăng được thị lực hay không, mà tăng được bao nhiêu. Trong trường hợp nó không tăng được thị lực hoặc thị lực tăng không đáng kể, thì bây giờ mình phải đi tìm xem là trong mắt mình có bệnh lý gì không. Và trong trường hợp đó thì đương nhiên là nếu có bệnh thì chúng ta phải điều trị, đúng không nào? Túm lại, lời khuyên đối với anh là anh cần phải đi đo độ kính lại và phải đi khám bác sĩ nhãn khoa lại để người ta xem là có vấn đề gì hay không. Còn cái vấn đề đục dịch kính là các cái chấm nào trong lòng dịch kính á, thì cái này tôi đã có video tôi nói rồi, tôi làm nguyên một cái series về đục dịch kính và có rất nhiều người quan tâm về cái series này. Thì cái thủy tinh thể là cái trong nhãn cầu á, thì nó nằm phía trước, còn dịch kính thì nó nằm ở trong cái khoang phía sau. Chuyện anh mổ cái thủy tinh thể này hầu như nó không liên quan gì đến cái phía sau, không liên quan gì đến cái đục dịch kính phía sau. Những người bị đục dịch kính sau khi mổ thủy tinh thể xong thì thường người ta sẽ thấy những cái đục dịch kính nó rõ hơn,
đơn giản là bởi vì cái thủy tinh thể trước kia đục, trước kia bị đục, do đó mình những cái lờn vờn bên trong khoang thủy kính á, mình nhìn không được rõ. Nhưng mà khi mình thay cái thủy tinh thể rồi, trong rồi thì mình nhìn thấy rõ rõ hơn, tức là người ta có cảm giác là người ta bị nặng hơn, nhưng thực sự không phải. Chẳng qua đó là do cái thủy tinh thể mình đã thay đi, nó trong hơn, do đó là mình thấy được những đục dưới kính này tốt hơn. Vậy thôi. Chúc anh đo kính và thể lực thật là tốt hơn, và chúng ta không cần phải xử lý thêm. Bây giờ tôi xin phép trả lời câu hỏi thứ hai. Ở đây có hai bạn hỏi khá là giống nhau. Câu hỏi thứ nhất là bác sĩ cho em hỏi là đặt kính đơn tiêu một mắt phải, vậy giờ em đi cắt kính lão một mắt rồi mắt kia là kính trong có được không ạ? Kính trong chắc là kính đơn tiêu ạ? Làm sao để tầm nhìn ổn định ạ? Đấy là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là em đã thay kính đơn tiêu nhìn xa, bây giờ cảm thấy hối hận vì các hoạt động nhìn gần rất mờ không thấy, đeo kính vào thì bất tiện vì không thể nhìn xa. Bác sĩ cho em hỏi sau này mắt còn lại của em thay kính đa tiêu được không, hay là một loại kính nào khác có thể giúp nhìn gần, em cảm ơn. Vâng, thưa các bạn, tóm lại thì cái vấn đề của hai bạn này là một mắt đã đặt kính nhìn xa rồi, kính đơn tiêu rồi, thế còn cái mắt kia thì chưa phẫu thuật, và bạn thắc mắc là liệu có thể làm cái gì cho mắt bên kia hay không, hay là mình sẽ đặt bên kia là kính gì. Đó. Thì vấn đề này cũng rất là đơn giản. Chúng ta sẽ có hai giải pháp. Một á, là cũng đặt cái kính đơn kia, bên kia là kính đơn tiêu luôn, nhưng mà chúng ta đặt cho cái tiêu nhìn gần chứ không phải là tiêu nhìn xa. Tức là như này, cái mắt, ví dụ như mắt bên phải này đã mổ kính đơn tiêu rồi và đặt nhìn xa, tức là nhìn xa rõ, nhìn gần phải đeo kính. Vậy thì mắt bên tay trái thì mình cũng có thể đặt đơn tiêu, đây là một giải pháp. Đặt đơn tiêu cho mắt trái là chúng ta đặt cái tiêu nhìn gần. Như vậy là mình sẽ dùng thị lực, người ta gọi là thị lực một bên, monovision. Mắt phải mình sẽ dùng nhìn xa, mắt trái chúng ta sẽ dùng nhìn gần. Thì các bạn thấy là những cái giải pháp này các bạn nghĩ là nó khó, bởi vì tất cả các khoảng thị lực, nếu mà chúng ta nhìn các khoảng thị lực từ gần đến xa thì chúng ta chỉ nhìn một mắt thôi, đúng không? Xa thì một mắt, gần hơn thì nhìn một mắt, thị lực trung gian thì phối hợp giữa hai mắt. Nhưng thực ra đây là một giải pháp mà được khá là nhiều người sử dụng, chứ không phải ít đâu, và nó cũng có hiệu quả. Tuy nhiên đây chưa chắc đã là một cái lựa chọn tối ưu, tại vì cái vấn đề ở chỗ là các cái thị lực trung gian từ gần đến xa thì nói chung là nó không được tuyệt vời cho lắm. Tuy nhiên đây là một giải pháp, và cái giải pháp này tương đối là giá thành rất là hợp lý, tại vì là cả hai bên chúng ta đều đặt kính đơn tiêu. Đấy là cái lựa chọn thứ nhất. Cái lựa chọn thứ hai là bên phải đã đặt kính đơn tiêu rồi, bên trái vẫn đặt được kính đa tiêu, chúng ta vẫn có thể sử dụng một loại kính đa tiêu được. Và cái kính đa tiêu bên tay trái đó thì mình sẽ chọn cái loại nào mà nó phù hợp với cái nhu cầu của mình. Ví dụ như mình đọc sách nhiều thì mình sẽ chọn là tiêu gần và tiêu xa. Chúng ta nếu chúng ta còn xài thêm vi tính nữa thì chúng ta phải dùng cả ba tiêu luôn, tiêu gần, tiêu xa và tiêu trung gian. Hoặc là chúng ta đặt một cái kính điều tiết ở bên mắt trái, đều được cả. Cái giải pháp này cũng phù hợp với các bạn. Tuy nhiên các bạn phải xem kỹ cái video mà tôi nói về cái kính đa tiêu và kính đơn tiêu để mình hiểu những cái ưu nhược điểm của cái kính đa tiêu. Đương nhiên khi mình đặt kính đa tiêu một mắt thì nó không thể tốt bằng cái chuyện đặt kính đa tiêu hai mắt, nhưng cái chuyện đó mình phải chấp nhận, đúng không nào? Để mình hiểu là không có một cái giải pháp nào là tuyệt đối cho tất cả mọi người, đúng không nào? Bây giờ tôi xin phép trả lời câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là bác sĩ cho tôi được hỏi, tôi có làm phẫu thuật đục thủy tinh thể, sau một tuần mắt mờ còn 1/10, bác sĩ chẩn đoán bị phù hoàng điểm. Tôi đang được trích thuốc nội nhãn. Vậy bệnh của tôi có chữa hết không, và hết bao lâu, và bao lâu thì hết? Vâng thưa anh, thì cái phù hoàng điểm sau cái phẫu thuật đục thủy tinh thể thì là một cái thực ra đây là một cái chẩn đoán mà nó tương đối là nó vẫn còn chung chung, tức là mình vẫn chưa xác định là cái phù này nó có nguyên nhân như thế nào. Thực ra thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào nhiều chuyện, tức là không biết là anh có cái bệnh cảnh nền nào hay không. Tôi nói ví dụ bệnh cảnh nền đây, ví dụ như là anh có bệnh lý võng mạc cao huyết áp không, bệnh lý võng mạc đái tháo đường hay không, bệnh lý viêm màng bồ đào hay không. Tại vì nếu như mà mình phẫu thuật đục thủy tinh thể mà trên một cái bệnh cảnh nền, ví dụ như đái tháo đường hoặc là viêm màng bồ đào, thì nó có thể gây phù hoàng điểm.
Nếu như mà mình kiểm soát bệnh chưa tốt, hoặc là ngay cả trong trường hợp mình kiểm soát bệnh tốt, thì những cái người này là những người có cơ địa để xuất hiện cái phù hoàng điểm sau mổ. Hoặc là trong một số trường hợp phẫu thuật nó khó khăn thì có thể gây phù hoàng điểm sau mổ do viêm. Thì đấy là một số trong những cái nguyên nhân mình có thể gặp. Ngoài ra mình có thể gặp một cái nguyên nhân khác, người ta gọi là phù vô căn, tức là phù không rõ nguyên nhân sau phẫu thuật ủ tinh thể, hay là hội chứng Ervingas. Mình nói là vô căn nhưng mà phần lớn các tác giả thì đều cho rằng là có yếu tố viêm trong nó cả, tức là phù này cũng có yếu tố viêm do cái phẫu thuật nó gây ra. Thì tùy thuộc vào cái bệnh cảnh của anh là cái nguyên nhân đó là cái gì thì mình mới có cái phương án mình điều trị được. Ví dụ như phù do đái tháo đường chẳng hạn, thì mình có thể chỉ định mình tiêm thuốc. Nếu mà bác sĩ người ta nghĩ rằng có thể là do phù do đái tháo đường, người ta có thể tiêm thuốc. Hoặc là nếu mà phù do viêm màng bầu đàn chẳng hạn, thì người ta cũng có thể là người ta tiêm thuốc. Người ta có thể tiêm thuốc kháng viêm vào trong mắt, hoặc là người ta có thể cho thuốc nhỏ kháng viêm, hoặc là uống kháng viêm tại chỗ. Trong trường hợp mà phù sau mổ Ervingas, phù vô căn sau mổ, thì người ta cũng có thể cho cái thuốc kháng viêm, thuốc nhỏ và thuốc uống sau mổ. Thì nói về cái thời gian để điều trị hồi phục thì rõ ràng nó phụ thuộc vào căn nguyên rất là nhiều, mình không thể nào nói được. Nhưng mà đa số các trường hợp này thì đều điều trị dai dẳng hết, tức là mình phải một thời gian khá vài tháng thì mình mới có biết được cái tính hiệu quả của nó. Trong trường hợp của anh thì nếu mà phải trích thuốc nội nhãn thì rõ ràng tôi không phải là người khám bệnh, do đó tôi cũng không thể nào mình nói được là áng chừng bao nhiêu, nhưng mà tối thiểu anh phải chờ ít nhất là 3 tháng sau khi điều trị thì mình mới có tương đối là mình có cái khái niệm, cái ý niệm là cái diễn tiến của bệnh như thế nào, nó có đáp ứng với thuốc hay không được. Tối thiểu là 3 tháng. Và tôi hy vọng là cái chuyện điều trị này có hiệu quả được với anh, và anh sẽ sớm phục hồi lại thị lực, trở lại cuộc sống bình thường hàng ngày như mọi người. Vâng, thưa các bạn, như vậy là tôi đã trả lời xong 3 câu hỏi cho tuần này, và hy vọng các bạn đã tìm được các thông tin hữu ích cho mình. Và các bạn nhớ này, các bạn nếu các bạn thích những video tôi làm hoặc là thấy những điều tôi làm có ích thì các bạn nhớ like and subscribe, và nhớ bấm nút notification lên để có thể nhận được video mới nhất khi tôi làm ra chúng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn một ngày thứ 7 ngày mai thật là tuyệt vời. Goodbye for now.